Lần đầu mời Thảo Mola và Chi Lan Giang thưởng thức lòng xe điếu và cái kết. Giòn tan luôn mọi người. Giòn tan luôn mọi người. Được chưa? Hà Nội lắng quá nhá ơi. Sau 2 ngày công tác Sơn La thì em thấy lòng xe điếu đã có mặt tại Hà Nội rồi mọi người nhá. Hôm nay thì cửa hàng em rất là may mắn được đón tiếp một vị khách rất là đặc biệt, được gọi là bà trùm nông sản của khu vực Tây Nguyên. Mọi người cùng đón xem nhá. Em được biết Duy Lến xin chào cả nhà. Duy nhở? Duy Lến. Sau 2 ngày công tác Sơn La giúp bà con quảng bá về sản phẩm nông sản thì sáng sớm nay anh em mình đã có mặt tại Hà Nội. Thảo và Chiêu 5 giờ mới có lịch bay nên trưa nay anh em có hẹn tại Lồng Chát thưởng thức lòng xe điếu. Ăn gì thì ăn thì đầu tiên cũng phải có lòng thập cẩm mọi người ạ. Thập cẩm bên mình sẽ bao gồm lòng non, tràng, dạ dày, non đuôi, cuống họng, thịt giải, gan nếp rồi mỡ, mỗi thứ một xíu. Lòng non trong đĩa thập cẩm sẽ chỉ là lòng hoa, lòng cơ bản thôi mọi người nhá, chứ xe điếu là không có đâu đấy. Đấy, cốt chính là định lượng là 1,5 lạng kèm với rồi. Đợt này đi công tác quen nhau nên là ưu tiên hẳn 1,6 lạng, có ok không anh em? Mấy ngày hôm nay có rất là nhiều anh em tác mình vào cái bài phốt lòng xe điếu, ngày mai rảnh thì mình sẽ làm video chi tiết cho anh em. Đấy, lòng xe điếu của em thế thì chỉ có đúng hai từ là đẳng cấp luôn, tươi giói, mà số lượng cũng không có nhiều nên là mỗi bàn thì mình ưu tiên là 1-2 lạng. Hôm nay có anh khách ở tận Quảng Ninh lên mọi người ạ, cũng chỉ có 1 lạng thôi. 100 km lên đây mới chỉ để theo dõi mà để chỉ để ăn một miếng lòng của em luôn. Em xin phép gửi anh chị ban lòng sẽ không lâu nhá. Hôm nay thì làm bao nhiêu sẽ không lâu rồi, là có hôm thì có xe máy anh đang thử xem nó có giòn không. Số em đó điểm mười chất lượng giòn không anh? Dần dần. Đây, đây là món mình trông chờ đây nè mọi người. Món ngon mà không có bát nước chấm ngon thì cũng hơi phí đúng không anh em? Đây là lòng xe điếu mà đã nghi danh từ lâu. Thử miếng nha mọi người. Rất là ngon, giòn tan luôn mọi người. Món này là món nướng nhá, một trong những món mà gây khá là nhiều tranh cãi của thế này. Tại vì cái vị của nó sẽ hơi thiên ngọt một chút. Hôm nay thì em ăn thử xem mày có hợp khẩu vị món này không nhá. Ok. Món nướng thì hơi thiên đậm và hơi ngọt cay. Trong quá trình ăn thì mọi người có thể dùng bún này cho vào chảo nướng, quệt với miếng sốt nữa. Sau đấy có thể ăn kèm với miếng nõn đuôi, miếng dạ dày hay là miếng thịt dài. Ăn đúng bài nha mọi người. Mùa hè hơi nóng, anh em có thể là cuốn với rau xà lách, ăn cũng rất là bánh cuốn. Em thấy nó ngon mà. Với em nha, với em thích món này nhất nãy giờ đó. Lạ, nhỏ lâu quá đấy ạ. Quê em nghĩ đúng không? Được ạ. Em muốn ăn thử món này. Đảo quan thế ạ, không nói nhiều. Ngoài ra thì mình có chuẩn bị thêm thịt giải chiên ăn mềm ngọt, nộm xoài, tai heo ăn chống ngấy. Đấy, còn bo lớp thêm cả bát cà muối chua đó. Thảo với Chiêu trước khi đến quán là không biết là lòng xe điếu với lòng non thì khác nhau điều gì. Đấy anh em nhìn này, lòng non thì khá là mỏng, ăn hơi dai, còn lòng xe điếu sợi to tròn. Loại này thì ăn rất là giòn, còn ngon hay không mà tùy thuộc vào gu của mỗi người nữa. Hôm nay em dùng món ok không? 10 đi. Không nói nhiều.